À, ngày hôm nay với chủ đề được mang tên Diva, sao cái tay của em đeo cái bao tay nhìn nó hấp dẫn mà dễ thương quá. Còn bên đây con này đeo bao tay y tế là sao? Dạ, em mới đi tẩn liệm xác. Trời ơi, nó nghe nè cái bao. Nhưng mà nhìn thật sự nhìn xa thì ok. Dạ. Mà nhìn gần hình như nó hơi bị vàng, ngã vàng nghe em. À, sao? Em đổi micro rồi em nói chuyện tiếp. Cái micro này hết pin rồi. Bữa nay đúng chất của chị luôn. À. Diva Cát Thi luôn. Vậy hả? Đúng chất của chị luôn hả? Trời đẹp quá. Đẹp bữa không? Nay Cát Thi rất là đẹp nha quý vị nha. Trời ơi. Rất là đẹp. Bữa nay ai make up cho chị vậy? À, tự chị make up luôn. Ủa, ai làm tóc cho chị vậy? À, bi tay mà tóc giả đó em. À, ai thiết kế trang phục này cho em vậy? À, cho chị vậy? À, thiết kế trang phục này chị tự thiết kế đưa nhà bên ăn. À, chạy hòm mai giùm. Trời ơi, chạy hòm người ta mai đầu tan ai mai dạ hội ba. Nhưng mà có cái bà đó bà mai đồ khéo lắm. Hay vậy trời. Rồi bà mai giùm cho chị luôn, hiểu không? Trời ơi, nghe này thì cái đeo bông quá đẹp luôn. Đẹp không? Nhưng mà nó có hợp với con người nha quý vị. Đeo bông đẹp không? Cũng đồng thời cũng đeo bông y chang nhưng mà mặt trời giật quý vị thấy rõ ràng quý vị. Đó. Thí dụ như bây giờ Tâm Thảo đeo rất là đẹp, rất là sang trọng và quý phái. Còn Diva thì sao? Đeo thì ghê. Đẹp quá đứng mình đi má. Quý vị thấy không? Cũng là đeo bông mà nó nằm sai địa điểm mà cũng là cái miệng mà nằm sai con người nha quý vị. Su gì ra, mây gì ra, mấy gì ra, mây gì ra. Tắt nhà. Tao, có chuyện rồi. Dạ, nhạc nó kết thúc hơi lâu quá. Mới kết thúc nhanh gọn lẹ liền. Rồi, cái gì cởi quần ra. Rồi, bây giờ nè, em rã cho chị nhạc nhà. Nó hú quá gì. Đập cái gan micro đó đi. Rồi, bây giờ nè, em rải nhẹ nhẹ đi. Tại vì ngày hôm nay với chủ đề được mang tên Diva by Night. Diva by Night. À, chủ đề của chị. Thôi, sao, đi ra đây, cầm cái micro cho chị. Mày muốn nói phải nói cho cái mi tao mới nghe. Tự nhiên người ta qua hậu không mà ra vẻ dữ vậy trời. Thì bây giờ là qua hậu cầm micro hát là phải được nghe, cái này giả là thiệt, nó ra gì xanh xanh. Bây giờ cầm cái micro đàng hoàng cái mi này nè. Còn cái mi này qua cái miệng người ta rồi. Đó, sai ra. Để chị lấy bắt giọng nha. Bắt giọng. Bà lại bà chửi người ta. Thí dụ như giờ tôi để cái mi vậy tôi hát cũng được. Vậy đâu phải mà tự nhiên bà nói bà đi ba mà bà hát kỳ cục đi chờ. Mày thấy nó đánh đờn không? Tôi hát được hết á. Bây giờ anh thử anh đánh đi, tôi hát cho anh. Rồi đánh đi cưng, cưng đánh cho nó sầu vô đi. Thì thằng con chị Thảo kêu phấn bằng gì? Anh hả? Chị đẻ được hết á. Rồi vô đi. Rồi vô đi em. Bây giờ ví dụ nha. Ví dụ. Rồi nha. Chị hát sao vỗ tay lớn hơn nha. Câu sao hả? Chị định vô câu trước luôn á. Ờ rồi ok. Làm lại luôn chị, làm lại luôn. Đừng ơi. Biết điều đi. Không thôi cái guốc lên đầu em. À hát không được là ông đi chôn tôi đập đầu bà đó. Trời ơi. Không, mà tôi nghĩ là bà hát không có được đâu, để gõ trước. Ai? Rồi sao quánh đi va vậy? Buồn quá. Không, không muốn làm ăn gì luôn. Hát cái bài cũ đi, không chịu hát. Rồi. Quay ăn nghề quen quen rất liều mạng. Bỏ đi ba gọi nắng trên vai em gầy đưa ra áo bay nắng qua mặt buồn lòng qua bướm say đợi em đi về nào anh có hay. Số gì ra mày 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 gì đây mối tình mà đánh cam con 18. Ngay từ bây giờ cho các thi xin phép hỏi Huệ Ưng và Phương Khanh mình đang ngồi ở đâu ạ? Huệ Ưng và Phương Khanh ơi, xin mời hai bạn bước lên sân khấu vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt của hai bạn, là ngày chúc mừng sinh nhật happy birthday. Rồi chào mời Phương Khanh và Huệ Ưng bước lên sân khấu ạ. Yeah, và chúc cho hai bạn gặp nhiều may mắn, làm ăn tương tài tương lộc tỉnh bình an, thêm một tuổi mới an khang thịnh vượng. Ê, mời hai bạn lên sân khấu nha. Nha. Yeah. Chào hai cô gái. Ủa? Ôi, hai cái bánh kem lạ quá.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chị hát vui lên miếng nữa được không chị? Vui lắm rồi đó em. Rồi. Dạ rồi, Hương Nam xin phép gửi tặng hai bạn hai con gấu bông nha. Rồi kèm theo hai cái này là hai cái bánh, thay vì bánh kem bình thường thì nó quá bình thường. Mà cái kem đặc biệt thì nó sẽ đặc biệt. Còn cái này là kem con cá sấu. Gửi tặng em con cá sấu. Rồi, bây giờ chúc mừng sinh nhật em nha. Và chúc em nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Chúc hai em vạn sự như ý, làm ăn thật là nhiều tiền, để đến đây ủng hộ cho Lưu Tư Hương Nam em nhé. Rồi, sao xong? Dạ, xong rồi, hai bạn xong rồi. Bây giờ không, trước khi hai bạn về thì bây giờ mình đứng đây mình chụp hình một tấm để làm kỷ niệm. Một tấm hình là vui nha, để giữ lại kỷ niệm ngày hôm nay ha. Đó em thấy camera đó không? Đây nè, đó. Em cười lên. Em khóc hả? Cười lên. Bây giờ 1, 2, 3 mình chụp hình nha. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn hai cô gái nhiều. Xin mời hai em bước xuống sân khấu nha. Chúc hai em nhiều sức khỏe. Bây giờ có một điều đặc biệt nữa nè. Sao vậy em? Muốn mời ra đây Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo bước ra sân khấu để chúng ta có một cái gọi là một cái món quà nho nhỏ mà fan dành tặng cho Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo. Tâm Thảo ơi, Tâm Thảo. Vì sao em nói đi. Rồi, có một người fan muốn dành tặng một cái món quà nho nhỏ dành tặng cho Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo. Không biết là bây giờ món quà đó đâu rồi, có thể đưa ra được không ạ? Rồi, Tâm Thảo nhắm mắt lại đi em, đừng có vô trong xem tò mò quá chị. Rồi, Tâm Thảo nhắm mắt lại đi. Wow, đó là một cái... Hôm nay là ngày sinh nhật của Tâm Thảo. Rồi, fan dành tặng cho sư phụ Tâm Thảo nữa đó. Rồi, nãy giờ làm sinh nhật hai lần rồi đó quý vị. Hồi nãy là đoàn làm cho Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo, rồi bây giờ fan dành tặng cho Tâm Thảo nữa. Ôi ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Rồi, chụp hình luôn không? Rồi. Chụp hình không em? Chụp hình đi em. Thảo chụp hình nào. Thôi chụp hình. Rồi, ok. Ôi ơi. Đâu ông đó, mình lấy tay mình trao quà đàng hoàng, giống như trao quà từ thiện vậy đó. Ừ. Cười. Tắt đi, chụp hoài thằng này. Thôi cảm ơn anh lúc nào cũng đã cúng dường cho tụi em. Rồi, cảm ơn quý thần đại quý vị. Thảo ơi, gửi lời cảm ơn tri ân đến khán giả cũng dạ, như là thì, hồi phần 1 thì chủ tịch Trần Gia Quy và cũng như cánh hát Lô Tô Hương Nam đã tổ chức sinh nhật cho em rồi. Và bây giờ phần 2 thì Thảo xin cảm ơn đến tất cả anh chị em và khán giả đã yêu mến Tâm Thảo cũng như team quà chị đã gửi tặng bánh kem cho Tâm Thảo. Rồi Thảo ơi, chị cũng có món quà để gửi tặng em. Trời ơi. Đây Thảo ơi, thật sự chị vô đây chị làm biết nhiêu năm chị chưa có quà, mà ngày hôm nay chị cũng có, chị gửi em. Cái gì vậy? Của người ta. Đây cái quà của chị đó. Cái này là quà của ông Quy, mà Quy nó ngại đem lên thì chị gửi tặng em. Cảm ơn ông xã nhỏ của rồi, em. Quý vị cho Tâm Thảo một tràng vỗ tay lớn lên quý vị. Rồi, ok Tâm Thảo ơi, em hết nhiệm vụ để em đưa micro cho bạn đi, em vô trong đi em. Chị em đứng đây một lát nó lạnh tanh đó em.